chào quý vị và các bạn. Hôm nay dược liệu nhiệt đới có mặt ở huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu để giới thiệu tới quý vị cây đu đủ rừng. Và cùng thực hiện hành trình với tôi là tiến sĩ cố vấn khoa học Nguyễn Thành Chiết. Và dẫn đường cho chúng tôi là anh Mào Văn Nhiên, một người dân bản địa ở đây. Mình đi đường này anh nhỉ? Vâng, các anh chị đi đường này riêng. Đây đúng không anh? Vâng, đúng rồi chị. To quá nhỉ? Là để em chặt một cành lên kia sang tái kìa. Rộng quá. Cành bên lấy luôn một cái lá, vì cái lá này nó rất là đặc trưng. Thật sự nếu mà anh không nói thì em sẽ không biết được đây là cây đu đủ đâu. Em chỉ đoán là chắc là cây rừng thì nó sẽ khác với cây nhà mình trồng lắm, nhưng mà không nghĩ nó lại khác như thế này. Tại vì cái chính là do cái lá của nó giống đu đủ cho nên người ta mới gọi nó là đu đủ rừng. Chứ thật sự thì cái cây này không có cùng họ với cây đu đủ nhà không. Thì anh ơi, quả của nó có giống cây đu đủ nhà mình không? Không, quả cũng không giống luôn. Nhưng mà quả của nó thì chín tròn và có màu đỏ. Và đặc biệt là cái lá đu đủ rừng như em thấy thì lá đu đủ rừng nó rất là đẹp. Và cái cấu trúc lá rất là phức tạp. Ví dụ như em thấy cái cuốn lá rất là dài. Và sau đó nó sẽ chia ra cái kiểu sẻ thịt như vậy thì gọi là sẻ thịt chân thịt. Tức là từ một cái điểm ở nối với cuốn nó sẽ chia ra những cái gân to dài khác nhau, và sau đó giữa những cái phiến lá nhỏ đó nó lại tiếp tục nó sẽ một cái lần nữa cái cuốn trúc lá rất là phức tạp. Và ngoài ra thì cây đu đủ rừng này người ta còn gọi là cây thông thảo gai. Thông thảo gai ạ? À? Thông thảo gai bởi vì đu đủ rừng và cây thông thảo cùng họ, đó là cái họ Araliaceae, tức là họ nữ da bì, họ nữ da bì. Và cái tính chất của cây thông thảo này về cái điều trị thì nó cũng gần giống của cây đu đủ rừng này với cây thông thảo, thì nó cũng gần giống nhau. Không phải gai. Anh chặt cây này có khó không anh? Cũng dễ mà chị. Nè, chị em thấy đấy, cây này người ta gọi nó là người ta gọi nó là thông thảo gai là bởi vì cái tính chất của nó cũng giống giống như là thông thảo, nhưng mà ở trên cái thân nó có những cái gai nhỏ. À, em thấy có những cái gai đó. Cái cành nó to ghê. Ôi, chỉ là một cành mà to như thế này hả anh? Vâng, đây chỉ là một cành nhỏ thôi chị ạ. Em thấy anh chặt không hề có nhựa nhỉ? Vâng. Có vẻ như cây này ngoài lá ra thì chẳng có gì giống với cây đu đủ bình thường mình trồng cả anh ạ. Đúng rồi, tại vì cái cây này nó thuộc một cái họ khác. Trên thân em cũng có thể thấy một số các cái gai nhỏ. À, anh nói em mới để ý. Nhưng mà gai nó khá tù, nó cũng không có đến nỗi nguy hiểm như các loại gai nhỏ. Và đặc biệt là lá của... Thực sự thì lá của cái này nó cũng khác với lá đu đủ một ít. Là cái cấu trúc nó cũng rất là phức tạp. Cấu trúc lá phức tạp, ví dụ như em thấy một cái cuốn lá rất là dài. Và sau đó là nó sẽ hình gân này, nó gọi là gân hình chân vịt. Thấy là cái cây rất là to nha bạn, chặt rất là dễ, là bởi vì nó cái phần vỏ ngoài cứng nhưng mà ở trong nó có một cái lõi xốp màu trắng. Cái lõi xốp màu trắng cho nên là một cái lõi xốp màu trắng. Mình xoay lên nhìn thôi. Cái này là dễ chặt và thấy là thân nó cũng xốp xốp. Thân khá xốp mặc dù nó giống không. Như là cây đu đủ của mình. À, trong này có một cái lõi màu trắng mà giống như cùi dừa đấy anh. Đúng rồi, một cái lõi này rất là xốp. Mặc dù mình cái lõi này nó lại không cứng, nó như là một cái mốt xốp vậy. À, giống như một cái xốp. Đúng rồi, như là miếng xốp vậy. Và cái đặc điểm này thì nó khá giống với thông thảo. Là rất là mềm ấy và nhẹ. Thông thảo nó cũng xốp và nó rỗng ở giữa. À, vậy thì cái thân này có tác dụng chữa bệnh giống như thông thảo ạ? À? Đúng rồi, ví dụ chữa bệnh gì ạ? Ta sử dụng lõi thân trong các cái trường hợp như thông thảo là người ta dùng để sắc uống, dùng để lợi sữa hoặc là lợi tiểu. Thường người ta thường sử dụng cái phần lõi thân. À, lợi sữa thì bài thuốc lợi sữa được thực hiện như thế nào ạ? Rất là đơn giản thôi, chỉ phơi khô xong rồi mình xào vàng lên và sắc uống hàng ngày. Dùng cho những cái phụ nữ mà sau khi sinh mà. À, nhưng ngoài ra thì nó còn có tác dụng lợi tiểu kháng viêm. Do cái tác dụng kháng viêm cho nên mới dùng để điều trị phong thấp. Tại vì trong cái thành phần của cây này là chứa rất nhiều các cái hợp chất sabonin, triterpen, và các cái chất này thì nó có tính kháng viêm. Cho nên người ta dùng trong những trường hợp mà bị đau nhức, bị tê thấp thì nó sử dụng cái này. Vâng, cái bài thuốc chữa lợi tiểu kháng viêm đấy thì có giống với lại cách dùng
lợi dưỡng không ạ? Tất cả thì chúng ta đều sử dụng cái phần lõi này, có thể sử dụng được hết, cái bài thuốc nó cũng tương tự. Tức là một cây nó sẽ có nhiều cái tác dụng chứ không phải là chỉ riêng một cái. Vâng. Vậy thì nếu mà sử dụng để chống viêm lợi tiểu thì cái bài thuốc cái mình sử dụng mỗi thứ thuốc này không hay là không, tất nhiên tùy cái đó là tùy bài thuốc, nhưng mà đối với người dân thì một số cái đó là tùy vào cái kinh nghiệm của cái thầy thuốc đông y, khi người ta chẩn đoán thì người ta sẽ phối hợp vô, ví dụ như có thể phối hợp cái này cùng với thông thảo hoặc với thổ phục linh một số cái. Mình vẫn phải có sự chỉ dẫn của bác sĩ đúng rồi, và tùy vào cái kinh nghiệm của người ta, người ta sẽ thay đổi cái liều lượng với cái sự phối hợp. Và nếu như một người đi rừng mà gặp cây này thì mình cũng hoàn toàn là có thể lấy được. Anh có lời khuyên gì cho mọi người khi mà muốn tự chuẩn bị bài thuốc này cho gia đình mình không? Đối với các cái bệnh thì thứ nhất là phải cần có cái sự chẩn đoán để em biết cái chính xác cái đó là cái bệnh gì. Thực sự thì cây này nó không có cái tính độc, cho nên ví dụ như trong cái trường hợp mà dùng để lợi sữa cho phụ nữ sau sinh thì có thể sử dụng riêng độc một cái mình cái cây này để sắc uống được để lợi sữa, nhưng mà để điều trị các cái chứng như là phong tê thấp rồi viêm khớp thì em phải xác định rõ là cái bệnh đó và qua cái chẩn đoán, là sau đó thì qua cái bác sĩ đông y người ta sẽ phối hợp một số cái nữa để tăng cái tác dụng. Vậy thì anh Nhiên ơi, mình vừa chặt được một canh to như thế này thì mình đừng có để phí đi. Bây giờ em nghĩ là mình có tiện dao thì mình sẽ bổ và lấy lõi nhá. Sau đấy là bởi vì biết đâu sau này bà xã của anh có một em bé nữa thì anh sẽ dùng đến thì sao, đúng không? Vâng. Cây này thì mặc dù chúng ta có thể thấy nó phân bố cũng ở nhiều vùng khác nhau, nhưng mà cái trữ lượng của nó cũng rải rác chứ nó không có nhiều lắm. Cho nên khi mà thu hái thì mọi người lưu ý là chỉ nên chặt cành thôi chứ không chặt toàn bộ cây, để cho cái phần cành nó có thể phát triển lại. Và thứ hai nữa là chỉ nên là thu hái đủ dùng, không có bỏ phí, tại vì cái trữ lượng nó cũng không phải là nhiều. Khi mà quý vị có dịp đi rừng hay là có công việc gì đó mà lên rừng chẳng hạn, thì nếu mà gặp cây này thì chúng ta hãy tận dụng nhá, bởi vì có thể dùng cho việc lợi sữa, lợi tiểu hoặc chống viêm. Trên kênh của chúng tôi cũng sẽ hướng dẫn cho quý vị cách sử dụng các loại thuốc từ loài cây này. Xin mời quý vị hãy cùng ấn đăng ký và theo dõi kênh Dược Liệu Nhiệt Đới để có thể cập nhật thông tin này nhé. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo của chương trình.